Đi á. Chạy, xả đi ra. Nhưng mà phải kín. Kín là ai biết đâu. Qua ra là thấy Quỳnh Tuấn vào là gặp bà đấy đi ra từ ấy ra suốt mà. Giờ nghỉ ra suốt mà. Ai là? Con này suốt ngày đi đêm. Con này em gặp đi đêm suốt. Thế nào Thuật vừa ngủ ra 9 giờ dậy nhỉ? 10 giờ. Chỉ nghe tiếng sáo bên thềm. Ông Đường kia hơn anh Trung mấy tuổi bao nhiêu nhỉ? Ông Đường này hơn anh Trung mấy tuổi bao nhiêu? Đường 74 à? Mấy tuổi nhỉ?